Vâng, xin chào tất cả các bác đã trở lại với An radio Ngày hôm nay bên em về cho tất cả các bác được một cái lô đẩy công suất phải nói thực sự là rất là cao cấp và gì ạ? Rất đẹp. À, với cái model đó là QA 2007 và có QA 2500 các bác nhé Tức là 700W trên một kênh và 500W trên một kênh. Đẩy công suất là đẩy hai kênh các bác nhé à, lô đẩy này thì số lượng em về cũng khá là nhiều và hàng chất lượng. Nói trước các bác hàng chất lượng thì đương nhiên giá nó sẽ rất là cao. À, bù lại thì các bác nhận được một con đẩy công suất khóe, bền và tiếng cực kỳ là hay Đây mới là những cái dòng đẩy công suất mà phải nói là công suất thực các bác nhé Chứ không báo ảo như các cái xốp khác được, đúng chưa Con này thì nó cân nặng của nó lên đến 25kg 25kg các bác nhé, rất là nặng Một con đẩy công suất thì à, Đây các bác này Đây là cái phần em vừa mới tháo ra để kiểm tra và chuẩn bị vệ sinh cho tất cả các bác con này thì nó sử dụng cho mình đó là 20 sò, 2 4 5, mỗi kênh là 10 sò. Công suất uh, của um, Toshiba và mỗi kênh là có 6 con bù áp rồi những cái con thúc này thì ta chưa tính các bác nhá. À, con này sử dụng cho 8 cái tụ lọc nguồn rất là lớn ở uh, 1000 w ở 80V. Đấy cái cái mạch các bác như này, cái mạch linh kiện rất là đẹp luôn. để mới tháo ra như thế này là quá là ok rồi các bác nhá. Và nguồn con này là nguồn 19 19 cm nguồn đồng 100 trăm một trăm các bác nhé rất là gấu luôn phải nói thực sự là rất là lớn các bác biết dòng mạch class hát đây này đấy nó có những cái điện áp đối xứng này khi các bác xem ấy, là nó, nó, dễ phân biệt được là dòng mạch cờ hát các bác nhìn thấy ạ. rất là dài và rất là to công suất là 700 w trên một kênh là đẩy công suất là đẩy hai kênh nó có cả cái màn hình này các bác nhé màn hình này mục đích là nó chỉ có gì ạ hiển thị cái volume âm lượng của đẩy công suất Đấy, quá là đẹp luôn và con này thì nó có cả cái tản nhiệt màu đen này và có con tản nhiệt màu trắng thì hai con này y hệt nhau không khác gì các bác nhá Đấy, qa này hai nguồn đầu 100 trăm nguồn 19 rất là nặng luôn con này cực kỳ nặng con này thì bao cho các bác là đánh gì ạ hai đôi vun 30 mươi tẹt bô hoặc là các bác có thể là chơi một đôi 40 và một con súp 50 thoải mái cho các bác luôn nên các bác yên tâm riêng với những dòng mạch CLH thì nó rất là bền cực kỳ là khỏe và hiệu suất cao đây các bác như này, mặt rất là đẹp, mặt của nó là mặt nhôm. Cái này thì các bác trưng bày nó cũng rất là đẹp rồi các bác nhá. Vì nó là là mặt nhôm này rất đẹp luôn, phải nói thật sự một lô đấy này quá là tuyệt vời luôn các bác. Thì đương nhiên thì em sẽ vệ sinh trong vòng 3 đến 4 hôm nữa, không nào xong em sẽ livestream cho tất cả các bác một hôm. Thì giá em sẽ báo cho tất cả các bác là trên 4 triệu. Trên 4 triệu một cục đẩy công suất này các bác nhé. Còn các bác nào mà đã thích an kiên rồi, yêu quý rồi, các bác cứ liên hệ với những cái bác mà liên hệ trước em sẽ để cái giá cực kỳ là tốt cho tất cả các bác có thể sở hữu một con đẩy công suất à, đương nhiên nếu mà giá thị trường với cái mã công suất như này 700W thì giá nó rất là cao phải nói phải từ phải trên 4 triệu rưỡi các bác nhé nhưng mà bên em thì à, lúc nào cũng có cái tiêu chí là bán càng rẻ Đấy, để các bác sở hữu cho một mình một con đẩy công suất khỏe đẹp thì nó, nó đương nhiên là các bác phải liên hệ trước cho em còn các bác yên tâm đi là các bác nhìn thấy những cái dòng mạch như này thì nó phải nói là rất rất là bền cực kỳ bền luôn to nặng bền đẹp khỏe và các bác uh, chơi thoải mái cho em đây là vệ sinh qua là, là, là quá là đẹp như thế này rồi mặt nhôm các bác nhá cái này trưng bày quá đẹp luôn đấy các bác nào mà có nhu cầu các bác cứ gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin cho em qua số điện thoại trên màn hình sẽ, sẽ, chốt được ngay để em áng chừng cái giá cho tất cả các bác biết được đúng không ạ quá đẹp luôn các bác nhá có mã 500 w và 700 w có cả mã 600 w các bác nhá đấy đẹp quá đây các bác nhá nếu bác nào mà có nhu cầu liên hệ sớm cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.